chào các bạn. Như các bạn có thể thấy là ở đây mình có một bầy bán ta cực kỳ đông, số lượng lên tới 500 con các bạn. Chưa bắt cá trống ra nữa. Bầy con sống có vẻ rất là khỏe mạnh. Và bên đây là bầy Nemo, số lượng có vẻ ít hơn, có thể là do quay bằng điện thoại nên là nhìn không thấy rõ. Bầy này chắc chỉ đông bằng một nửa so với bầy kia thôi. Ngay bây giờ mình sẽ cho nó ra hồ lớn. Hai bầy này sẽ nuôi chung nha. Bắt trước với anh Trần Tèo là nuôi trên hồ Liên Lâm Quốc gì đó, nhưng mà theo cách của Beta Free. Ok, mình đã chuẩn bị hai hồ, một hồ lớn rồi. Bây giờ thì sẽ đi thả chúng nó thôi. Nếu nuôi như thế này mà để môi trường dơ thì nó sẽ chết đó. Đi thôi. Thùng xốp có chiều dài 70cm này mình đã set up trước một tuần, gồm có xì than, rong, rêu và bèo. Mình đã thả trước lê bo bo và chuồn chì, cộng thêm một chút dưa leo để tạo vi sinh. Như hồi nãy mình có dùng ngón tay sờ vào nước trong hũ và ở ngoài hồ thì mình nhận thấy là nhiệt độ có chênh lệch, có xảy ra chênh lệch khoảng vài độ C đấy. Và nếu bây giờ đổ ra liền thì rất là hại cho cá, nên mình đã cho ngâm như thế này. Có lẽ các bạn ngâm khoảng nửa tiếng đồng hồ để cho cá thích nghi với môi trường nước mới. Chứ nếu các bạn làm biếng mà đổ ra liền, có thể một vài con cá sẽ chết, tại vì sốc nhiệt đó các bạn. Ngâm qua thùng nhựa như này cũng được, nó sẽ truyền nhiệt và làm cho nhiệt độ hai bên được trung hòa. Hồ này thấy bệnh nhưng mà có thể đã nuôi được cả ngàn con cá này. Tại vì các bạn thấy, mình cho các bạn xem kỹ lại nha. Hồ này có số lượng cực kỳ đông, có thể nói là đông nhất từ trước đến nay. Còn bên đây chắc chỉ được bằng 1/3 hoặc một nửa thôi các bạn. Xin giới thiệu lại là ở đây có hai loài là marble ở bên đây, và bên đây là Nemo. Ok, bây giờ mình sẽ cho ngâm khoảng nửa tiếng và sẽ đổ ra những cá, ngâm cả một tiếng đồng hồ luôn. Và ngay bây giờ mình sẽ đổ ra nha các bạn, cho bạn xem lại một lần nữa quân số của một bầy này. Đông nghẹt luôn. Ok, kiểm tra kỹ lại coi còn con cá nào không. Không. Tiếp tục tới hồ tiếp theo.
trọng để tránh tình trạng dính lại trên mũ ép. Vào thì lại lấy thêm cá, cá lên theo nên nó rất là khó. Rồi mình sẽ lấy thêm nước ở bên đây. Quá trình phát triển của bầy cá này mình sẽ quay lại cho các bạn xem nha.